Tin tiếp theo cho biết người đứng đầu nhóm VietLead bị bắt giữ vì tội xả rác trong một cuộc biểu tình. Vào tối thứ Năm vừa qua, cô Nancy Nguyễn, người đứng đầu VietLead, một nhóm hoạt động Việt Nam nổi tiếng tại Philadelphia, đã bị bắt do cáo buộc liên quan đến một cuộc biểu tình diễn ra vào ngày 8 tháng 9 bên ngoài nhà riêng của người đứng đầu cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE. Theo một tuyên bố của VietLead, thì cô đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở Philadelphia vào khoảng 7 giờ 30 phút tối thứ Năm bởi cảnh sát thành phố và cảnh sát liên bang do bị cáo buộc xâm phạm và xả rác trong cuộc biểu tình trước đó. Cô Nancy Nguyễn đã bị cảnh sát tạm giữ cho đến 5 giờ chiều ngày thứ Sáu 9 tháng 10. Khi được trả tự do, cô được đám đông người ủng hộ bên ngoài trụ sở cảnh sát Philadelphia chào đón bởi những cái ôm và sự cổ vũ. Tờ Philadelphia Inquirer đưa tin, VietLead khẳng định cô Nancy Nguyễn đã bị bắt do những cáo buộc không có thật vì hoạt động tích cực trong phong trào đòi quyền lợi cho người di dân. Do đó, nhóm đã kêu gọi những người ủng hộ gọi điện thoại cho thị trưởng Jim Kenney và sở cảnh sát Philadelphia để yêu cầu thả cô Nancy Nguyễn. Khoảng 20 người đã tập trung ở bên ngoài trụ sở cảnh sát vào khoảng trưa thứ Sáu, giơ các bảng hiệu ủng hộ cô Nancy Nguyễn. Phát ngôn viên thành phố cho biết chính quyền thị trưởng Kenney thấu hiểu những lo lắng của cô Nancy Nguyễn về cách đối xử với những người di dân liên bang bị bắt giữ và cam kết sẽ bảo vệ các cộng đồng di dân tại Philadelphia.